Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại việc hai anh em tranh chấp gia tài không thỏa đáng nên nhờ Đức Giêsu can thiệp. Nhân dịp này Chúa đã dạy dân chúng đừng ham mê của cải đời này, mà đáng quá đáng, vì của cải không phải là nguồn mạch sự sống, mà Thiên Chúa mới là nguồn mạch sự sống. Con xin nhắc lại rằng Chúa Giêsu dạy các môn đệ mình rằng đừng ham mê của cải đời này thật sự quá đáng, bởi vì của cải không phải là nguồn mạch của sự sống, mà Thiên Chúa mới là nguồn mạch sự sống. Đó như là một kim chỉ nam cho đời Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Lời Chúa mà chúng ta lắng nghe hàng ngày, Chúa luôn mời gọi chúng ta bắt chước Chúa. Hãy chú tâm đến việc chúng ta sống như thế nào, để rồi khi chúng ta kết thúc cuộc đời của trần thế của mọi người chúng ta, chúng ta được vinh quang nơi Thiên Chúa, nơi nước của Ngài. Đó là điều thiết yếu và trọng tâm cho đời sống của mỗi người Kitô hữu. Đời sống vật chất mọi người chúng ta cần chứ, cần để nuôi dưỡng phần xác này, để chúng ta sống trong cái đời này. Nhưng Chúa dạy chúng ta đừng quá bám víu vào nó, chú tâm vào nó, để rồi chúng ta làm cho nó trở nên cái chính yếu trong cuộc đời của mình, mà gạt đi đức tin của chúng ta, gạt bỏ Thiên Chúa ra bên lề. Và như thế, đối với đức tin của mọi người Kitô hữu, chúng ta có thân xác và linh hồn. Xác hồn ấy là một, nếu chúng ta không biết chăm sóc bồi dưỡng cho linh hồn của chúng ta, thì linh hồn của chúng ta khi trình diện với Thiên Chúa sẽ trở nên gầy gò ốm yếu, thậm chí rằng linh hồn của chúng ta không có cơ hội để diện đối diện với Thiên Chúa của mình, bởi vì chúng ta cứ chú tâm vào của cải vật chất đời này. Thiên Chúa làm cho trái đất sinh nhiều hoa trái để phục vụ nhân loại, nhưng Chúa chỉ cảnh giác chúng ta phải biết sử dụng của cải vật chất để làm giàu cho sự sống đời đời. Bởi vì của cải vật chất như là một phương thế. Chúng ta hãy nhớ, của cải đời này là phương thế để giúp cho chúng ta đạt tới cùng đích của cuộc đời mình, là chính Thiên Chúa, là nước trời, là đời sống vĩnh cửu. Dụ ngôn Đức Giêsu kể về một người giàu có an thân thỏa mãn trên đống của cải kho lẫm của mình, rồi tự cho phép linh hồn mình được nghỉ ngơi. Nhưng nếu Chúa gọi bất thình lình thì tay trắng hư không là đi vào cõi diệt vong. Điều đó đâu còn gì nữa. Nếu chúng ta chết, chúng ta không biết lo cho phần linh hồn của mình, mà chủ yếu là phần đời này, thì khi chúng ta chết, của cải đời này đâu có đem lại điều gì? Nếu mà chúng ta chết, của cải chúng ta không đem theo được. Dân gian cũng nói rằng
Chúng ta đến trần gian này với tay trắng thì chúng ta rời khỏi thế gian này cũng sẽ trắng tay. Thì nếu chúng ta không biết lo cho sự sống đời đời thì khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta cũng trở nên trắng tay hoàn toàn, mất cả chì lẫn chài. Điều đó chúng ta được mời gọi phải ý thức. Như ông lão nhà giàu ngày hôm nay ham mê của cải và tích trữ của cải đời này mà không lo cho phần rỗi đời sau. Của cải vật chất tự nó không xấu, siêng năng làm việc để có của cải luôn là điều tốt. Thế nhưng chúng ta không được phép dừng lại ở đó để hưởng thụ và an thân bám víu vào nó, mà phải biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Một triết gia Emerson đã nói rằng: ta chỉ giàu có nhờ những gì cho đi và chỉ nghèo do những gì ta từ chối. Cho nên trong từ điển của ông Phú Hộ, mà trong câu chuyện tin mừng mà Chúa Giêsu kể cho môn đệ mình nghe cũng như cho tất cả chúng ta nghe là ông không có từ cho đi. Ông đã từ chối Chúa và người lân cận vì lo cho chất lúa thóc đầy kho lẫm, cũng như đầy kho ăn uống vui chơi, hưởng thụ cho mình. Không lạ gì ông trở nên nghèo nàn trước mặt Chúa. Và đây là một bài học đích đáng cho mọi người chúng ta phải noi theo, phải sửa đổi lòng mình, phải biết mở lòng mình đón nhận và chia sẻ tất cả những gì anh chị em chúng ta cần trong khả năng, trong sự có thể của chúng ta. Và chúng ta hãy biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Chúa dạy chúng ta đừng thu tích của cải trần gian cho mình, mà hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Cái làm cho chúng ta giàu có trước mặt Thiên Chúa không phải là chúng ta có gì hoặc chúng ta là làm gì, nhưng chúng ta là gì cái đã. Xin Chúa thương xót và nâng đỡ chúng ta, giúp sức cho mọi người chúng ta để chúng ta can đảm sống những gì Chúa dạy, để rồi đời của chúng ta sẽ trở nên trong viên mãn, trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen. Anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội thực dụng. Ở đâu người ta cũng nghe, cũng thấy những khẩu hiệu như kinh tế thị trường, dân giàu nước mạnh, kiếm tiền để thoát nghèo, để sống tiện nghi, để ăn chơi thỏa thích. Vì tiền mà nhiều người quên hết mọi sự, hy sinh mọi sự, quên tình nghĩa, quên đạo đức, quên tôn giáo, có khi quên cả phẩm giá của con người nữa. Trong hoàn cảnh đó, người Kitô hữu chúng ta phải sống thế nào đây? Bài tin mừng hôm nay trả lời cho chúng ta, một người phú hộ nghĩ đến số của cải ông đang có thì cho rằng thế là bảo đảm lắm rồi. Nhưng ông quên một điều mà hầu hết mọi người cũng thường quên, đó là sự chết. Chúa Giêsu gọi đó là cái ngu dại. Cái ngu dại của người phú hộ là không thể nhìn xa hơn cái kho lẫm mà ông tự xây cất để giam hãm mình vào. Cái ngu dại của ông là không biết mình chẳng đem theo được của cải, công danh, sự nghiệp nào đi vào cõi đời sau cả. Cuộc sống hiện tại và những giành giật mưu sinh có thể đang biến chúng ta thành kẻ ngu dại, sống mà không biết mình sẽ đi về đâu, không biết đâu là ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời, khi chỉ nhìn thấy chén cơm manh áo mà quên đi ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh hướng đi cuộc sống. Hướng đi của những người có niềm tin phải là hướng đi về những giá trị của tin mừng và cùng đích của cuộc đời. Người đời thì cậy dựa vào tiền bạc như ông phú hộ kia, tưởng mình tính toán khôn ngoan nên xây kho lẫm, tích trữ của cải là bảo đảm. Nhưng ông không ngờ khi cái chết đến lúc đêm khuya, ông chợt nhận ra mình phải bỏ lại tất cả mọi thứ. Cái kho không níu được ông, cũng không vững như ông đã nghĩ. Những gì ông thu tích như giọt nước lọt qua kẽ tay rồi rơi mất hết. Có thể cuộc sống hôm nay của chúng ta đang khá lên, có thể chúng ta đang dự định nới cái kho cũ hay xây lại nhà kho mới. Chúng ta đang chăm chút cái kho của mình cho to, cho đầy,
để lại cho con cháu mai này được hưởng dùng. Thật ra, đối với Thiên Chúa, của cải thì không xấu, xây nhà kho to thêm cũng không xấu, nhưng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, phải mở rộng những cánh cửa kho của mình, để kho không phải chỉ là nơi tích trữ cho tôi, cho riêng mình, nhưng là phương tiện để tôi giúp đỡ và sống cùng với tha nhân. Như vậy, điều chọn trước tiên phải là tìm thánh ý Thiên Chúa, tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước đã, còn mọi sự khác Chúa sẽ ban cho sau. Xin cầu chúc cho quý ông bà anh chị em, khi biết khôn ngoan tìm kiếm của cải, tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa, thì chính Chúa sẽ ban cho chúng ta được dư đầy của cải đời này và được tràn đầy ân sủng cho nước trời mai sau. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vấn đề tranh chấp tiền bạc, tài sản thừa kế giữa anh chị em họ hàng với nhau không phải là vấn đề mới của con người, nhưng nó sẽ càng phức tạp, tốn kém thời gian, công sức, cũng như kèm theo nhiều hệ lụy đau thương nếu sự việc được đưa ra tòa án. Thông thường chúng ta thấy tin mừng trình thuật cho chúng ta chuyện dân chúng tuốn đến với Chúa Giê-xu để xin Ngài chữa bệnh tật cho họ, thể xác lẫn tinh thần. Nhưng lần này, ta thấy có người đem chuyện tranh chấp gia tài trong gia đình để nhờ Chúa Giê-xu phân xử. Lý do Chúa Giê-xu từ chối can thiệp vào chuyện dân sự vừa nói là vì người nhìn thấy trọng tâm của vấn đề giữa những người anh em trong gia đình không phải là chuyện công bằng hay đúng đắn, mà là cái tâm lòng, cái tính tham lam và thích chiếm hữu của cải của lòng con người. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-xu lên tiếng về thái độ phải có đối với của cải vật chất ở đời này, rằng đừng lúc nào cũng chỉ lo thu tích của cải cho mình. Đồng thời, hãy tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. 10 điều răn của Chúa dạy rằng phải thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự, trên mọi ngẫu tưởng. Đồng thời, chớ tham của người được xem như hai khía cạnh của hai giới răn cao trọng nhất là mến Chúa, yêu người. Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta về thái độ quá yêu chuộng của cải vật chất hơn lòng yêu mến người anh chị em của mình từ câu chuyện của trích đoạn tin mừng hôm nay. Quả vậy, đúng như Thánh Augustino đã nói, lòng tham dẫn đến chia rẽ, còn tình yêu thương thì luôn là sự quy tụ. Nếu người ta không học và sống đúng với giới răn yêu thương của Chúa, thì lòng tham, tính ích kỷ sẽ dễ dàng lẻn vào lòng người và gây ra chia rẽ, ngay cả giữa những người thân thuộc họ hàng. Khi được yêu cầu làm chuyện phân xử, Chúa Giê-xu không lên án bất kỳ ai, nhưng muốn giúp cho người ta tự nhận ra sai lầm của việc chỉ chăm chăm tích trữ của cải tại trần thế này, mà quên rằng chỉ sự giàu có trước mặt Thiên Chúa mới đảm bảo cho cuộc sống mai hậu được vững bền. Đây là lý do Chúa Giê-xu đưa ra câu chuyện về ông phú hộ ngu dại. Ông bị gọi là ngu dại bởi vì ông không nhìn xa hơn chính mình. Tâm trí ông phú hộ chỉ quanh quẩn với cái tôi của bản thân. Mình sẽ thế này, sẽ thế kia, mình sẽ làm cái này, dựng cái khác, vân vân. Ông quên rằng con người là một cá thể có tính xã hội, không thể chỉ ích kỷ mà không nghĩ đến người khác. Ông phú hộ bị gọi là ngu dại bởi vì ông chỉ nghĩ đến cuộc sống trần thế mà quên mất số phận vĩnh cửu của mình. Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vòi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng. Một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Và ông chỉ lo làm giàu mà không ý thức rằng tất cả những gì ông chiếm hữu ở trần gian này không thể theo cùng ông trong đời sống vĩnh cửu.
mọi sự biến tan giờ hạ huyệt, chỉ còn công phúc đã lập xưởng. Ước gì, thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm trích đoạn tin mừng hôm nay, mỗi chúng ta lại có cơ hội suy gẫm lại mục đích của đời mình nơi trần thế này, xem coi đó là cùng đích hay chỉ là quán trọ, là nơi ta lập công, lập phúc cho mai sau. Lạy Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Xin dạy chúng con biết khôn ngoan sáng suốt khi sử dụng những ân huệ Chúa ban, biết dùng của cải đời này để mua lấy sự sống vĩnh cửu bằng cách chia sẻ, giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ chung quanh chúng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi khi anh em trong gia đình bất hòa với nhau vì của cải, tiền bạc không được chia đều. Có nhiều gia đình khi cha mẹ vừa mất, con cái giành nhau chia tài sản. Thậm chí, cha mẹ vẫn còn sống, anh chị em trong gia đình đôi lúc cũng làm như thế. Từ việc cho là chia tài sản với nhau không đồng đều, anh chị em sinh ra bất hòa, thậm chí còn từ mặt nhau. Bài tin mừng hôm nay cũng nói về việc hai anh em tranh giành tài sản. Người em xem Chúa Giêsu như là người sự kiện để xin người yêu cầu người anh của anh ta chia gia sản cho anh ta. Trước lời đề nghị này, Chúa Giêsu từ chối ngay. Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hai người chia gia tài cho các anh? Và cũng nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ cũng như những người muốn theo người làm môn đệ về cách sử dụng tiền của ra sao cho hợp lý, để họ không chỉ được bình an ở đời này mà còn được sống hạnh phúc ở đời sau trên thiên đàng. Để đưa ra lời khuyên về cách dùng tiền, Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn:
người phú hộ giàu có. Ông ta chỉ lo tích trữ của cải cho mình thật nhiều. Và khi đã có được nhiều của cải, ông cho rằng từ nay cuộc đời mình sẽ được bảo đảm. Nhưng trước lối sống của tên phú hộ này, Chúa Giêsu đã nhận định rằng hắn là đồ ngốc, vì đã lấy của cải vốn không bền để mà bảo đảm cho cuộc đời mình. Người khôn phải dùng của cải không bền ở đời này mà làm phúc để mua lấy của cải bền vững ở đời sau. Đó mới là bảo đảm chắc chắn nhất cho cuộc đời này. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu không lên án sự giàu có của ông phú hộ, nhưng lên án cách dùng tiền của ông. Ông ta chỉ biết lo tích trữ hay dùng tiền cho bản thân mình. Cách dùng tiền ấy chỉ đem lại sung sướng và hạnh phúc cho bản thân ông, trong khi những người nghèo đói quanh ông không được sẻ chia. Nói cách khác, cách dùng tiền ấy mang tính ích kỷ. Ông không biết cảm thương đến người khác, không biết quan tâm đến lợi ích chung. Kết quả là, ông ta chỉ được hạnh phúc ở đời này, mà mất đi hạnh phúc ở đời sau. Trước cách dùng tiền của ông, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ và những người tin vào người, hãy biết chia sẻ tiền của với người khác, và đừng vì tiền của mà sinh ra bất hòa. Tiền của ở đây có thể hiểu cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Chúng ta không chỉ biết sẻ chia những gói mì, những bao gạo cho người dân lũ lụt ở miền Trung, mà cần biết cầu nguyện, thăm hỏi và động viên họ trong nghịch cảnh lũ lụt này nữa. Cách sử dụng của cải như thế không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, mà còn cho người khác nữa. Không chỉ làm giàu tình thân thương ở đời này, mà còn được hưởng hạnh phúc ở đời sau với Chúa trên thiên quốc. Thánh Ignatio Antioquia, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã sống tinh thần sẻ chia ấy. Ngài không chỉ có lòng yêu mến Chúa một cách rất chân tình, sâu sắc, mà còn biết thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật, tận tâm loan báo tin mừng. Ngài sẽ chia tất cả những gì Ngài có cho những người đau yếu, nghèo khổ. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng vì của cải mà đánh mất tương quan với nhau, nhưng xin cho chúng con biết dùng của cải theo Chúa muốn, để mọi người được hạnh phúc và bình an, và chính chúng con cũng được hưởng niềm vui bất tận với Chúa trên nước trời. Amen. Nhiều tiếng đẹp giấc mộng
xin dạy con biết dùng tiền Chúa ban. Quý ông bà và anh chị em thân mến, của cải vật chất làm cho cuộc sống thêm dồi dào, phong phú. Đặc biệt, trong xã hội tiêu thụ đặt nặng vật chất như ngày nay thì có tiền mua tiên cũng được. Con người được đánh giá qua dáng vẻ bên ngoài, từ trang phục, giày dép, xe cộ, nhà cửa, vân vân. Quả thực, cuộc sống kim tiền khiến người chưa có tiền thì lo sao để có thật nhiều tiền. Người có tiền rồi thì muốn có nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, có mấy ai biết sự nguy hiểm của vật chất khi đặt nó như là ông chủ và cùng đích của cuộc đời. Dụ ngôn người phú hộ trong bài tin mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh với những ai chỉ biết thu tích của cải. Đức Giê-xu kể một dụ ngôn về một người phú hộ chuyên tâm làm việc, tích trữ của cải. Và cứ lẽ thường thì chúng ta có thể nói rằng, ông phú hộ này là một người làm kinh tế giỏi. Bằng chứng là ông đã làm việc, quản lý ruộng nương để sinh ra hoa lợi nhiều. Ông cũng là người có tầm nhìn phát triển sự nghiệp. Ông thầm tính phải mở rộng kho hơn nữa để có thể chứa được nhiều thóc lúa và của cải ngày một nhiều hơn của ông. Mình bây giờ ế hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Với kết quả đạt được như thế, rất có thể nhiều người sẽ nể phục và ao ước được như ông. Và chính ông cũng hài lòng và nhủ lòng tận hưởng thành quả ấy. Nhưng Đức Giê-xu lại nói với ông là ngu dại. Tại sao vậy? Thưa, câu trả lời là đêm nay người ta sẽ đến đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của ngươi tích trữ rồi sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì sẽ đi về đâu? Như thế, điểm chính yếu khiến ông bị coi là ngu dại không phải do cách ông kiếm được của cải, mà là ý hướng sử dụng của cải của ông hoàn toàn chỉ vì lòng vị kỷ, tận hưởng riêng cho bản thân. Quả thế, khi ông tính đến chuyện mở rộng kho lẫm, lòng ích kỷ của ông cũng rộng ra. Nó cũng rộng theo cái kho của ông. Ông thấy mình chẳng cần đến Chúa và cũng chẳng cần đến ai. Của cải trong kho đảm bảo cho ông cuộc sống hạnh phúc. Những cái kho là nơi ông đặt lòng mình vào. Xin đừng ai xâm phạm vào chỗ thiêng liêng ấy. Kho là nơi của cải đổ vào, sinh sôi nảy nở. Kho không phải là chỗ để chia sẻ cho mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vẫn biết rằng tiền bạc của cải ở đời này là quý giá, nhưng nó không phải là cùng đích của cuộc đời chúng ta. Cả cuộc đời chúng ta bon chen tìm kiếm tiền bạc, nhưng đến khi chết, ta không mang theo nó được đồng nào. Trước những cảnh tỉnh của Đức Giê-xu về của cải vật chất trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy ý thức rằng ta vẫn phải siêng năng làm ra của cải vật chất, nhưng tâm hồn ta đừng quá vướng bận với vật chất. Tất cả những thứ đó ta đừng quá bo bo giữ lấy nó bằng mọi giá, mà không biết chia sẻ với những người thiếu thốn, những người nghèo hèn chung quanh. Hãy dùng của cải thế gian mà mua lấy nước thiên đàng. Ta quảng đại với người thì Chúa sẽ quảng đại với ta. Lạy Chúa, chúng con biết rằng của cải vật chất là hồng ân Chúa ban để phục vụ cho đời sống chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện. Ước gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng luôn biết sử dụng của cải trần thế nhằm mưu ích cho phần rỗi linh hồn chúng con. Amen. Làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui?
vui rạt rào, còn khổ đau hay tình yêu dâng trào. Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói: "Đừng tích trữ cho mình những báu vật dưới đất." Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người phú hộ tìm cách làm cho cuộc sống của mình được đảm bảo bằng việc tích lũy những gì ông ta sở hữu. Chúa Giêsu không chê trách ông ta vì sự cần cù, nhưng chê trách ông ta đã ích kỷ và tham lam. Người phú hộ này đã mất khả năng quan tâm đến người khác. Mối bận tâm duy nhất của ông là làm thế nào để tích lũy của cải nhiều hơn. Việc tích lũy thặng dư khiến ông ấy mù quáng trước những cân nhắc quan trọng khác. Chẳng hạn như, Chúa yêu cầu tôi làm điều gì với phần thặng dư này? Hay tôi có thể phục vụ những người khác như thế nào với khoản thặng dư này? Người phú hộ cho rằng việc sở hữu nhiều của cải hơn sẽ đảm bảo cho sự sống của ông. Tuy nhiên, cái chết đã đến với ông ta giữa sự sung túc của ông ấy. Vật chất không thể đảm bảo cho sự sống của ông ta. Những gì đảm bảo cho sự sống của chúng ta là làm giàu trước mặt Thiên Chúa, chứ không phải làm giàu một cách ích kỷ cho chính mình. Tức là, chúng ta nhận ra rằng, tất cả những gì chúng ta có, rốt cuộc là quà tặng, là phúc lộc Chúa trao, để chúng ta chia sẻ, thi ân cho người khác. Nếu chúng ta làm giàu bằng cách sống rộng lượng, quảng đại từ sự dư dật mà Chúa ban, thì cuộc sống của chúng ta sẽ thực sự có ý nghĩa ở đời này, và đảm bảo cho chúng ta cuộc sống vĩnh hằng ở đời sau. Vì vậy,
chúng ta hãy trở nên giàu có, không phải bằng những thứ vật chất, nhưng với những điều sau đây. Trước tiên là giàu có về tin mừng. Chúng ta năng đọc tin mừng mỗi ngày với lòng tôn kính, bởi vì tin mừng làm cho chúng ta giàu có trước mặt Thiên Chúa. Làm sao chúng ta phải thích đọc tin mừng hơn là đọc một tạp chí thời trang? Thứ hai là giàu có về bí tích thánh thể. Cách chắc chắn để gia tăng đời sống ân sủng trong chúng ta là ưu tiên dành thời gian ở bên Chúa Giêsu thánh thể. Thay vì xây dựng kho lẫm lớn hơn để tích trữ hoa lợi vật chất, chúng ta hãy mở rộng con tim và toàn bộ linh hồn chúng ta để tích lũy sự sống của Chúa Giêsu bằng việc nhận lấy thân thể, linh hồn và thiên tính của Ngài trong bí tích thánh thể. Chúng ta nhớ lại bao nhiêu lần chúng ta viếng Chúa Giêsu thánh thể. Hoặc nếu chúng ta không có cơ hội đó, chúng ta có thường xuyên thực hiện một sự hiệp thông thiêng liêng để đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu không? Thứ ba là làm giàu với thập giá. Một cách khác để làm giàu ân sủng là thông qua thập giá. Thập giá nói cho chúng ta biết rằng những gì thuộc về thế gian này đều qua đi. Chúa Giêsu không có một thứ vật chất nào trên thập giá. Không có gì, thậm chí trần trụi trên thập giá. Chúa Giêsu không có kho để tích trữ của cải vật chất, nhưng Ngài có cả một kho tàng ân sủng và một giáo hội như là phương tiện cứu rỗi. Thập giá là một lời nhắc nhở liên tục về cách chúng ta cần sống cuộc đời của mình với đôi mắt hướng về một thế giới vĩnh hằng, một cuộc đời để đáp ứng nhu cầu chứ không phải để lấp đầy lòng tham. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Chúa đã trở nên nghèo khó vì lợi ích của chúng con, để chúng con trở nên giàu có trước mặt Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa để hiểu thế nào là giàu có trước mặt Chúa, trở nên giống Chúa hơn, biết trút bỏ của cải để phục vụ người khác và phục vụ Chúa. Amen. Con bận lắm Chúa ơi, bận vì những thân biết đời phù vân mà lòng vẫn khao khát, miệt mài dựng xây bao công trình hơn nát, để lòng nặng mang là những nỗi ngổn ngang. Con bận lắm Chúa ơi, bận tìm những vinh quang, muốn được nỗi nang từng ngày còn toan tính, và rồi nhận ra sao thương mình luyên quinh, có sâu lặng nào để thấy Chúa bên trong. Để tìm về con và tìm về với Ngài, bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hôn này chỉ lòng này xin bận cùng Ngài. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an, bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Để tìm về con và tìm về với Ngài, bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hôn này chỉ lòng này xin bận cùng Ngài. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an, bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Chúa gọi mời con đáp
Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa lúc Đức Giê-xu đang khuyến khích các môn đệ hãy nói công khai và đừng sợ, thì người bị cắt ngang bởi lời thỉnh cầu của một chàng thanh niên. Anh đến xin Đức Giê-xu can thiệp vào vụ tranh tụng liên hệ đến chuyện gia tài. Rất có thể đây là người em trong gia đình, vì bất mãn với việc quản lý và sử dụng gia tài, nên muốn đòi phần của riêng mình. Theo luật Do Thái, trong những vụ kiện tụng như thế này, người ta thường đến gặp các kinh sư để soi sáng vấn đề. Tin mừng không đề cập đến việc anh đã tới gặp các kinh sư hay chưa, nhưng động cơ anh đến gặp Đức Giê-xu thì rất rõ ràng. Anh muốn người dùng uy quyền để can thiệp giúp anh. Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Đức Giê-xu dứt khoát từ chối can thiệp vào vụ kiện tụng này. Người làm thế là để tỏ rõ, người không đến trần gian này để giải quyết các vấn đề kinh tế hay đảm nhận một công việc trần thế, nhưng là để rao giảng tin mừng, kêu gọi sám hối và đưa mọi người vào vương quốc của người. Tuy nhiên, hành động chen ngang của chàng thanh niên không làm Đức Giê-xu phật lòng, nhưng trái lại, người mượn cơ hội này để khuyên bảo các môn đệ và dân chúng phải biết giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu biết rõ khi tham lam, con người dễ đánh mất lương tri. Giàu thì muốn giàu thêm, có tiền lại muốn nhiều tiền hơn. Khi tham lam, người ta dễ loại trừ nhau. Đồng tiền làm mờ đôi mắt, làm tối lương tâm. Nhưng cho dẫu đời này ăn sung mặc sướng, vàng bạc đầy nhà, của cải ê hề, thì cũng không đảm bảo sẽ trường sinh bất tử. Nhiều người đầy của cải vẫn chết, có người còn tự tử trên đồng tiền. Nhiều gia đình không hạnh phúc, nhà cửa tan nát, cha mẹ ly dị chỉ vì có quá nhiều tiền của, rồi sinh tật ăn uống, chơi bời. Lòng tham sẽ khiến con người trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang sở hữu để mong có được những thứ quý giá hơn. Lòng tham sẽ khiến con người phải trả giá đắt mới hiểu ra được rằng thứ quý giá nhất là những thứ luôn ở ngay bên cạnh mình, chứ chẳng ở đâu xa. Sự giàu có về của cải cho người ta gói giàu sang, nhưng chưa chắc cho sự an lạc trong tâm hồn. Thật vậy, người giàu có khó có thể ngáy o o ngay sau khi lên giường, vì họ thường phải tìm cách làm cho số tiền khổng lồ đang có chỉ tăng không giảm. Hay như ông Phú Hộ trong bài tin mừng, ruộng nương xin nhiều hoa lợi mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Ông chẳng có mối bận tâm nào khác, ngoài việc làm sao để tích trữ thêm của cải đang dư thừa kia. Mục đích của ông khi đầu cơ tích trữ của cải được mô tả rất rõ ràng. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Chỉ trong vài hàng ngắn ngủi, nhưng chữ tôi lại được sử dụng đến hơn 10 lần. Điều này chứng tỏ, ông đã không nghĩ đến người khác. Thay vì nghĩ cách dùng những của cải dư thừa đó để giúp người nghèo khó, để chia sẻ với cả bần cùng, ông chỉ ích kỷ nghĩ đến chính mình. Lạy Chúa, chúng con biết rằng của cải vật chất là hồng ân Chúa ban để phục vụ cho đời sống chúng con.
Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện. Ước gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng luôn biết sử dụng của cải chóng que nhằm mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng:
mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ khi đất nước mở cửa kinh tế, đất đai và nhà cửa trở nên có giá trị, thì tình cảm ruột thịt cũng chịu ảnh hưởng và bị thử thách. Theo đó, chuyện anh chị em trong gia đình tranh chấp tài sản thừa kế của cha mẹ để lại xảy ra thường xuyên. Tin mừng hôm nay cho chúng ta một lời chỉ dẫn đầy xúc tích. Đức Giê-xu hoàn toàn khước từ tham gia vào cuộc tranh chấp tài sản với bất kỳ vai trò nào, cho dù là vai trò phân xử. Bởi vì sứ vụ của người không phải là để giải quyết những vấn đề pháp luật, nhưng là để giải quyết vấn đề tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, Đức Giê-xu cho chúng ta thấy quan điểm của Ngài, cũng như dạy chúng ta cách ứng xử đúng đắn đối với của cải qua dụ ngôn người phú hộ. Người phú hộ là trung tâm của câu chuyện. Ông có một cuộc sống nhàn nhã, hưởng thụ. Không chỉ có nhiều ruộng đất, ông còn là một phú nông giỏi giang khi tạo ra một lượng ngũ cốc dư thừa. Ông tin rằng cần xây những kho lẫm lớn hơn để tích trữ hoa màu và của cải sẽ đảm bảo cho sự sống của ông. Ông rung đùi vẽ ra bức tranh tương lai cho mình. Hoa lợi và của cải ê hề đến nỗi ăn uống vui chơi thỏa thích mà chẳng cần lo lắng chi cả. Đáng buồn thay, ông lại không hề quan tâm, lo lắng đến phần rỗi của mình, lơ là việc thờ phượng Thiên Chúa và dửng dưng trước những nhu cầu của người khác. Trong các kế hoạch và quyết định của ông không hề nhắc đến Thiên Chúa, cũng chẳng nhớ đến đồng loại. Ông quy ngã tất cả mọi sự khi nhấn mạnh rất nhiều lần đến cái tôi của ông. Ông chỉ lo cho bản thân, cứ ăn uống vui chơi cho đã, chứ không nhận thức trách nhiệm của mình, cũng chẳng ý thức cái chết đang trực chờ. Đó là lý do vì sao Đức Giê-xu bảo ông là kẻ ngốc nghếch. Dù người phú hộ hoàn toàn phớt lờ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ quên ông. Đêm đó là đêm cuối cùng của ông trên trần gian, và bao công sức mà ông bỏ ra cho khối tài sản trở nên dã tràng xe cát. Chắc chắn, trong dụ ngôn này và cả những dụ ngôn khác, Đức Giê-xu không hề có ý phê phán những người làm giàu, nhưng sẽ phân xử về thái độ của họ đối với Thiên Chúa, với đồng loại và với tài sản của mình. Trái lại, các tín hữu thời giáo hội sơ khai chia sẻ tài sản của mình với nhau, vì họ tin rằng đó là hành động đúng đắn, hợp lý và cụ thể để minh chứng tình yêu. Rõ ràng, tình thương yêu giữa con người với nhau không phải là điều người phú hộ quan tâm. Nhưng Đức Giê-xu dạy rằng, yêu thương là cách thức duy nhất để những người Kitô hữu cư xử với tha nhân. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con xin mượn lời Thánh Phao-lô để thân thưa với Chúa. Qua bí tích thanh tẩy,
chúng con đã được trỗi dậy cùng với Chúa. Xin cho chúng con luôn hướng lòng trí và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Thật vậy, chúng con đã chết vì phạm tội, và nay sự sống mới của chúng con chính là sự sống của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con mải mê với những gì thuộc hạ giới, nhất là giúp chúng con từ bỏ tính tham lam, lòng ham muốn vô độ, vì đó là thờ ngẫu tượng. Để một khi Chúa xuất hiện, chúng con sẽ được diện kiến với Chúa và cùng Chúa hưởng phúc vinh quang. Amen. Có biết bao điều cuốn lôi con trong đời, bao nhiêu ràng buộc làm con mất tự do. Có biết bao điều con sống cho riêng con, lối sống vô tình làm khô héo đời con. Chúa vẫn nhân từ xót thương con vô bờ, Chúa vẫn mong chờ đợi con đã từ lâu. Chúa đã u sầu vì thấy con thương đau, bao nhiêu ân tình mà con vẫn làm thương. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen tà gian. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Cuộc sống trường sinh.